hot hot hot. Áo phông One Piece ra mắt theo nhiều mẫu mới anh em ơi. Đặc biệt, ưu đãi miễn phí ship khi mua 3 áo. Link mình để ở mục mô tả nhé. Những đối thủ củ chuối nhất mà Zoro từng đối đầu. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với băng hải tặc xăm soi. Trong thế giới One Piece, có rất nhiều nhân vật mang trong mình sức mạnh vượt trội đã từng đối đầu với băng mũ rơm, gây ra rất nhiều khó khăn cho các thành viên trong băng vua hải tặc tương lai. Zoro cũng vậy, chưa tham skip, Zoro phần lớn phải ngầm hành khá. Nhưng sau khi tốt nghiệp chuyến du học 2 năm của thầy Mỹ Hạnh, anh lại là người bán hành cho kẻ khác. Cùng quay ngược thời gian chưa đó xíu nhé. Video này, chúng ta sẽ đến với top 9 đối thủ cuối bắp nhất, làm nên cho idol đầu tảo tỏa sáng. Mũ 3 giáp 3 đã đầy đủ rồi, thì tới biến thôi. Một, anh em Nhà Bàn. Độ Văn Mờ cho danh sách ngày hôm nay đó là hai nhân vật đời đầu của bộ truyện, hai anh em trong thuyền của băng hải tặc Bèo Đen, Bucci và Sham, anh em thất lạc của Trần Đức Bo, mèo. Ban đầu, trước khi tấn công Zoro, hai tên đó có vẻ e dè, sợ sệt, mặt âm 20 độ. Nhưng vì bị thuyền trưởng hối thúc nên Sham đã tiến công trước và tước đoạt được hai thanh kiếm của Zoro. Sau đó, Sham và Bucci hợp sức với nhau múa những đường cào móng vuốt loạn xạ như đang cào lúa trên đồng. Nhưng thật xui xẻo cho cặp song mêu khi đầu tảo đã lấy được hai thanh kiếm của mình và tặng một nhát chém hết sức yêu thương cho chờ cái thói giả ngu. Này thì hít mùi đất cho quen đi này. Phải tôi là tôi quăng vài con cá xem ba con chuột ra cho anh em Nhà Bàn cầu xe lẫn nhau rồi lấy cái lồng gà nhốt lại. Một chiến thắng quá ư là nhẹ nhàng đến từ vị trí bạn thân của thuyền trưởng Sam Soi. Qua cuộc đối đầu, ta cũng thấy được phần nào sức mạnh từ thủa sơ khai lập địa của thuyền phó băng ngũ rơm. 2. Hachi. Một trong những nhân vật sau trận chiến đã trở thành bạn của băng ngũ rơm đến từ băng người cá Along. Hachi là một kiếm khách ba đầu sáu tay. À không, một đầu sáu tay vì Hachi là bài thuộc ba. Với trường phái lục kiếm, Hachi nhìn rất ư là ngầu lòi, nhưng bản mặt của anh ấy tôi nhìn vẫn cứ là buồn cười thế méo nào ấy. Khi đối đầu với cả Zoro, Hachi đã húc đồ vào vết thương của đồ tàu, khiến Zoro bay lên trời và sử dụng tuyệt chiêu vòng xoay 360 độ cùng với 6 thanh kiếm đón chở Zoro rớt xuống. Nhưng mà cậu cả băng mũ rơm vẫn xử lý rất ư là nhẹ nhàng và cuối cùng một phát chém dọc khiến cho các thanh kiếm của Hachi bị vỡ vụn. Dù cho có đổ mồ hôi một tí nhưng mà cậu cả vẫn rất ngầu lòi. Nhiều kiếm thì cũng mạnh đấy, nhưng mà cũng chỉ khiến cho đồ tảo hồi tưởng lại cú đâm của Mihawk và họ đối thủ nhanh hơn mà thôi. Vậy nên, làm gì thì làm, đừng có dồn con cưng vào đường cùng, chỉ khiến nó mạnh lên mau hơn mà thôi. 3. Pickles. Là một thành viên trong băng Foxy cáo bạc với ngoại hình cao to đen hôi, bụng chứa chùm tạo lúa, mũ ba giáp ba đầy đủ, Pickles cùng hai tên đồng đội của hắn ta đã đối đầu với cả Zoro và Sanji. Nhưng mà thấy áo nào, ba thằng khứa này lại chờ luật rừng, sử dụng vũ khí, còn anh đầu tảo nhà ta phải sử dụng tay không chiến đấu. Tuy nhiên, ba thanh niên này đúng là ba tấm chiếu mới. Pickles cầm kiếm xoay 360 độ cùng nhịp đập thể thao. Zoro lao đến sử dụng vòi rồng làm hắn bật ra và thằng đồng đội của hắn ăn trọn mấy nhát chém. Tuổi trẻ được phép sai lầm, chứ không được sai phạm. Còn đằng này, Pickles lại em đi xa quá, em đi xa anh quá rồi. Bọn Pickles bài trận quá đáng thương vì chủ quan và kích thước cơ thể mà coi thường đối thủ, ỉ lại vào vũ khí mà không biết cách sử dụng thuần thục, tung chiêu nhưng không điều khiển cho chiêu thức, dùng lại còn cộng thêm bộ nón cá vàng nên Pickles và các đồng đội của hắn đã tự bóp vào chỗ ba chấm của nhau, làm cho cả ba bị hạ gục. Để mà nói ngoại hình cho dù có gấp 3, gấp 4 lần Zoro thì cũng chỉ là tầm chiêu mới, làm nên cho sự ngầu lòi của đồ tảo mà thôi. 4. Hyozu. Nghe có vẻ như là anh tôi thích hải sản vì lại là một tên bạch tuộc đến từ đảo người cá. Ngoại hình thì kém xa Hachi. Hachi cơ bắp cuồn cuộn đến đâu thì tên này lại mềm nhũn đến đấy. Uống cồn 90 độ quá nhiều nên hắn ta trông có vẻ như là một con khô mực nướng xa cá mắt đỏ say xỉ ỉ ê. Với nhiều xúc tu tận 6 cái cho nên hắn thuộc phái bát kiếm. Hai tay của hắn cầm hai cái kiếm nữa nha mấy ông. Do sự có cồn cộng thêm hàng ngàn phương trình nhảy ra trong đầu nên hắn quyết định truyền H2SCO4 lỏng nóng màu xanh vào tám cái kiếm tung đòn kết liễu đưa Zoro lên thiên đàng gặp Diêm Vương. Ai mà ngờ đầu tàu lại cho hắn một nhát bay thẳng lên trời, kiếm thì nát bét như tường, mắt trắng dã, mõm ngậm hành, đúng là ếch ngồi đáy giếng khô, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa thấy tam kiếm chưa hết hồn. Có lẽ qua bộ việc trên, Hyozu nên mua nước súc miệng về để ngậm, bởi vì mùi hành phát ra từ mồm của hắn ta quá là nồng nặc. Đây cũng là trận chiến khai màn sau time skip của Zoro, thành quả 2 năm chém chuối cùng khỉ, quả nhiên là không uổng phí.
Hiroshu bại trận cũng là một điều hiển nhiên vì hắn chiến đấu trong trạng thái chưa hoàn toàn tỉnh táo do còn say rượu, chưa phủ được haki vũ trang và những thanh kiếm, nên khi đối đầu với cả Zoro, những thanh kiếm của hắn ta mới bị vỡ vụn. Mình nghĩ ở ác đảo người cá này, Zoro đập te tua luôn thằng người cá phản diện, thế chờ đổ luôn đấy chứ. Nhưng bởi vì thằng men éo phải là anh nên là phối sức mạnh cũng không được nhiều. 5. Monet. Quý cô người chim với năng lực bằng tuyết, một trong những nhân vật sở hữu nhan sắc và tâm hồn to tròn bậc nhất One Piece. Phao câu đầu cánh, trông cũng ngon, nhưng mà chuyện xui rồi thì chắc tôi muốn bà ơi. Monet cũng nằm trong danh sách đối thủ củ chuối nhất mà Zoro từng đối đầu. Nói đối thủ thì cũng không đúng cho lắm, bởi vì Zoro chỉ làm khán giả ngồi ngoài xem Tatsugi chiến đấu với Monet. Zoro chỉ tham gia khi mà cảm xúc anh hùng cứu mỹ nhân trong người trỗi dậy. Monet áp đảo Tatsugi bằng năng lực báo tuyết của mình trong tình thế ngàn cân treo sợi bún. Khi Tatsugi đi hàm răng sắc nhọn của Monet măm măm vào vai, Zoro đã giải vây cho cô nàng bằng một nhát chém khiến cho mí mắt của Monet bị thương. Trong khoảnh khắc này, cô chỉ muốn lao đến và nhai đầu sổ thôi, nhưng mà khả năng thì lại không cho phép. Đầu tảo lao đến chém một đường kiếm áp chế tinh thần khiến cho Monet bị cắt làm đôi. Cáp bưởi bị chia lìa, đôi ngả và không thể hồi phục lại thành một được. Tôi biết là cô rất là cay, cho dù xung quanh tuyết và gió có lạnh cỡ nào thì cũng không thể nào làm dập tắt được nỗi cay cú trong lòng. Nhìn khuôn mặt Monet lúc này có thể làm poster phim mặt ở đấy anh em. Monet bại trận là do cô quá xem thường đối thủ, tự tin thái quá vào tốc độ của mình và cứ tập trung vào một mình Tatsugi mà không hề để ý đến xung quanh. Đồng thời, cô ta vẫn chưa sở hữu cho mình haki quan sát nên mới dễ dàng nhận đòn của Zoro. Sợ hãi và hoảng loạn khi đối mặt với đòn tấn công cuối cùng của Zoro nên cô đã bại trận. 6. Pika. Không thể thiếu trong danh sách kỳ này một slot dành cho Pikachu, Pika, một thành viên phải gọi là kỳ cựu nhất đến từ băng hải tặc Don Quixote với một thân hình vạm vỡ, khúc nào ra khúc đấy, tập gym một ngày 8 cữ, thực lực nó phải gọi là amazing của chồng em. Pika sở hữu cho mình một chất giọng khiến các em gái mê như điếu đổ, với một chất giọng trầm ấm và pha một chút thánh thót như gái 18. Để mà nói thì chất giọng này là chất giọng có 102 trên thế giới. Khi Pika mà cất tiếng thì cả cuộc chiến như dừng lại, những người tham gia trận chiến đồng loạt ôm bụng mà cười. Là một trong số ít người chiến thắng giải thách thức danh hài trong lòng người hâm mộ. Ban đầu, Pika cũng gây khó dễ ít nhiều cho cánh tay phải của vua hải tặc tương lai vì hắn sử dụng năng lực của mình và tạo ra một bản thể bằng đá khá lớn khiến cho Zoro mất khá nhiều thời gian để xử lý với mớ bê tông khổng lồ. Cuối cùng, khi đã rời khỏi bản thể bằng đá thì Pika lại thách thức thánh lạc đường bằng cách phủ haki vũ trang full toàn thân như trái cá tím chuẩn bị mang vào lò nướng. Hắn rất tự tin vào haki vũ trang vốn được của mình, nhưng mà hoàn cảnh thì lại không cho phép. Zoro bật tuyệt kỹ hồi tường và tung ra đòn kết liễu khiến cho mặt nạ Pika đứt lìa và bại trận. Sự thất bại của Pika nguyên nhân chính là do hắn quá chủ quan với sức mạnh của bản thân, ảo tưởng haki vũ trang của mình là số 1. Đồng thời, hắn cũng xem nhẹ đối thủ cho nên hắn ta mới bại trận. Qua trận chiến này thì Zoro cũng không mất nhiều sức và đây gọi là sự ao trình về haki vũ trang của đầu tạo đối với Pika. 7. Sát nhân Magistrate tại Wano. Người đứng đầu tại một hội quán kiếm đạo tại Wano, Magistrate đã giết nhiều người dân vô tội trong làng để rửa kiếm bằng máu. Có vậy, thanh kiếm mới sắc bén hơn. Quả là lưu manh đắc đạo dính bệnh não ngắn, đúng là quan điểm có 102. Chẳng được may mắn vì tối hôm nọ khi giết người thì hắn ta đã đụng độ phải Zoro. Vì là dân trong nghề uống rượu thay cơm nên Zoro sở hữu cho mình một khứu giác khá là nhạy bén. Người cay được mùi thính trên người hắn làm cho tim hắn ta đập 1.000 nhịp trên giây. Mặt mày tái mét, đôi mắt đảo lia lịa, nhưng mà lại méo miệng người dân bắt vì họ đã bắt rổ và áp giải đến hội quán của hắn. Pha này, đầu tàu làm vỡ bán kế hoạch của Kinemon, bởi vì anh vừa được một tấm poster vẽ mặt mình với dòng chữ kẻ sát nhân, vừa ăn cướp vừa la làng sở hữu khuôn mặt điếm thúi. Qua ngày hôm sau, hắn ta tịch thu hết 3 thanh kiếm và con bảo rổ phải tự cung bằng một con dao bé tí éo có chuôi. Thanh lắc đường cũng có khiếu hài hước khi giả vờ đâm vào bụng, và sau đó là một pha lật mặt còn nhanh hơn cả người yêu cũ của Zoro. Một pha hành động cực kỳ đẹp mắt khi Zoro chuyển haki vào thanh đao nhỏ và xoay người như vũ công khiến cho đường đao bay và chém thẳng vào người Magistrate. Bài hát ngỡ của Quang Hà cất lên và thanh niên sát nhân này phải bắt grab về âm phủ. Magistrate bị Zoro hạ sát là điều đương nhiên vì hắn cứ nghĩ tội ác của mình không ai có thể nhận ra, không một chút đề phòng Zoro quá phấn khích khi có kẻ thay mình chịu tội, và cuối cùng là quá xem thường đầu tàu nên mới nhận về kết quả đáng thương. Ác này là ác của anh thể hiện, các chú tránh ra, đừng múa tùm lum anh chém phát là lên thiên đàng ngồi chơi sofa đấy. 8. Bọn gian lận cờ bạc tại Wano.
Trong chuyến du hành vượt địa hình của Zoro và Toroyasu, hai người đã trú mưa trong một quán trọ mà ở đó đầy tụi cờ bạc. Khá là đường cũng ngứa ngáy tay chân muốn kiếm chút tiền mua rượu nên đã tham gia lắc tài xỉu tại đây. Có thở có kiêng, có thiêng có lành, do đa độ nên Zoro dùng haki quan sát của mình để chơi điếm, thắng liên tục mấy ván nhưng tụi chủ bạc đã chơi gian lận để thằng đồ tảo này thua hết, cho mày không có cái quần nào để mặc luôn. Vì manh khóe gian lận tụi này quá trẻ con nên đã bị đồ tảo nhìn thấu. Không linh tinh luyên thuyền gì nữa, Zoro khiến cho nóc nhà vỡ vụn, tan nhà bật lên khiến cho thanh niên gian lận ở phía dưới lòi ra mặt chuột. Với bản chất gian manh xảo trá, ông chủ quán trọ lập bàn nhanh hơn cả lập bánh tráng, gọi cả bọn đàn em ra để chấn áp và hạ sát đầu tàu. Kết quả thì khỏi nói cũng biết, búng tay nhẹ của Zoro thôi cũng đủ làm cho bọn đó bất tỉnh nhân sự. Và vì được Toroyasu can ngăn nên Zoro mới không xử lý ông chủ quán trọ. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, gian lận thiếu chuyên nghiệp, thiếu bài bản, không được đào tạo đàng hoàng và với một thái độ từ đó xem thường đối phương, nên cho dù pha này cả bọn đó có được lâm tứ có độ hay không thì cũng không thể nào qua khỏi haki con cưng của Oda được. 9. Tashigi. Nhân vật cuối cùng trong ngày hôm nay đó chính là một trong số những cô nàng harem của Zoro chúng ta, cô nàng hải quân với một khuôn mặt khá giống thanh mai trúc mã thời nhỏ của đầu tảo Kuina. Ban đầu khi biết Zoro có chung niềm đam mê kiếm đạo giống mình thì Tashigi đã rất ngưỡng mộ anh, và một pha test kiếm đi vào lòng đất của Zoro đã làm cho cô nàng mê anh như điếu đổ vì cô ấy cực kỳ quan tâm đến kiếm thuật và katana. Nhưng khi biết đầu tảo là hải tặc, cô tức xù lông, tức tím mặt, mắt như hai ngọn lửa vì Zoro đã lừa dối cô và cô muốn đối đầu với anh ta để lấy lại Meitu và Wado Ichimonji. Cô cho rằng một tên côn đồ mà lại cầm những thanh kiếm quý như vậy thật là không thể tha thứ. Và rồi Tashigi lao thẳng đến Zoro không chút chần chừ và đầu tảo nhà ta cũng đáp trả lại. Và cuối cùng, kết quả trận chiến thì ai cũng đã biết, ao trình toàn tập. Đã được đầu tảo tha cho rồi mà còn không chịu, lại còn cứ cứng đầu thẳng tính, muốn được chết mới tội nguyện. Thằng tá lý do được cô đưa ra, bảo Zoro nhân nhượng này nọ này kia, bla bla bla. Phải tôi là tôi nhào lại khóa mồm cô ta cho bọn nó lại, rồi cũng nên. Sau time skip, khi trở lại thì Tashigi đã mạnh hơn trước. Cô đã rèn luyện haki vũ trang và trình độ kiếm thuật đã tiến bộ hơn rất nhiều. Cô muốn tái đấu lại với thánh lạc đường, nhưng mà chẳng may bị đầu tảo từ chối một cách vô tình. Tashigi sở hữu một tính cách dũng cảm và liều lĩnh. Cô ấy sẽ chiến đấu với bất kỳ ai mà cô ấy xem là kẻ thù, bất kể danh tiếng hay là thực lực của họ. Nó cũng là điểm yếu chết người của Tashigi, quá cứng đầu mà quên đi bản thân, không biết cách suy xét tình hình chiến đấu, không biết tự lượng sức mà cứ lao vào như con thiêu thân, bất chấp hậu quả, cho nên cô mới thất bại trước đầu tảo. Ok, hôm nay chúng ta đã điểm qua top 9 đối thủ củ chuối nhất mà Zoro từng đối đầu. Theo anh em, thì trong 9 đối thủ kể trên thì ai là đối thủ củ chuối nhất? Hãy comment nhiệt tình nha! Và tiếp theo sẽ là chuyên mục thuyền viên hỏi, thuyền trưởng song song trả lời. Đầu tiên là câu hỏi của bạn Ade Walker. Ad nghĩ sao Chikaido bị đánh bại rồi Zoro đen đến và sở hữu 3 sức mạnh của Chá Quỷ ạ? Vì như thế thì Zoro đen mới đủ sức mạnh để Luffy có thêm một chút cố gắng, chứ không thì lại dễ cho Luffy quá. Theo mình thì Zoro đen sẽ không lấy được trá phỉ của Kaido thì Kaido không thể nào dễ dàng chết như vậy được. Mình nghĩ sau khi Luffy hạ Kaido thì Kaido sẽ tiết lộ cho Luffy thêm thông tin về những chặng đường sau cùng khi Luffy trở thành vua hải tặc. Còn về phần Luffy đối đầu với Zoro đen thì mình nghĩ Luffy chắc chắn sẽ bị ăn hành nữa thôi, vì Oda luôn cho Luffy chiến đấu với những đối thủ có cấp bậc sức mạnh và độ nguy hiểm tăng dần. Tiếp theo là bạn Trần Tuấn. Tại sao Ngũ Lão Tinh lại sợ Joy Boy và phải đổi tên trá thủy mà Luffy đã ăn thành trà cao su ạ? Theo anh, Ngũ Lão Tinh sợ Joy Boy là vì Joy Boy sẽ làm thay đổi cả thế giới và trật tự của thế giới sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát của Ngũ Lão Tinh. Còn việc tiết lộ tên thật của trái Gomu thì mình nghĩ có lẽ sau này bác Oda sẽ đưa ra một lời giải thích cho chúng ta nhé. Và cuối cùng là bạn Ngọc Thạch. Nếu Moria hồi sinh Ace và Zoro Trắng thì sẽ ra sao? Thì sẽ không có 2 năm time skip em nhé. Và Luffy chưa chắc gì đã được đến đẳng cấp như bây giờ. Cái chết của cả hai người họ là điều tất yếu để dẫn đến một Luffy mạnh mẽ như hiện tại.